Xin chào các bạn, mình là Kỳ Anh. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Kỳ MMO. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn cái dự án Min con Citizenship Starry Nip Pass. Đây là một con hàng đã Riser được khoảng 10 million đô la. Chúng ta sẽ connect đến ví MetaMask của mình mạng BSC và chúng ta min chuẩn bị cho mình khoảng 0,5 đô la ở bên gạt BNB các bạn nhé. Chúng ta sẽ làm như sau. Các bạn ấn vào link ở bên dưới video phần mô tả hoặc là phần hiển thị thêm. Các bạn có thể đến ví MetaMask của mình. Chúng ta sẽ chuyển sang mạng BSC nhé. Binance Smart Chain. Rồi, chúng ta ấn vào Min Now. Ở đây chúng ta sẽ trả một ít BNB nhé, khoảng 0,26 đô la gì đấy thôi. Mọi người mà muốn nhanh thì các bạn có thể tăng tốc nó lên nhé. Đây, chúng ta tăng tốc nó lên. Cũng xong rồi đây. Đấy, thì chúng ta sẽ được một cái con NFT Citizenship Pass như thế này. Sau này, đây. Level 1 đến level 5 là common red các thứ. Sao lại mình không được mấy cái này? À, ở dưới này thì nó sẽ có cái tính đủ điều kiện để cho chúng ta tính sau này này sẽ được mở khóa vào tháng 6 năm 2023. Bạn có thể mang một tiêu đề trong không gian 3D và giới thiệu ba tiêu đề trong hồ sơ của bạn. GO Level 1 là ai? Giao dịch trực tuyến đầu tiên từ năm 2022 đến 2023. Cái này thì mình đủ điều kiện này. Giao dịch trực tuyến đầu tiên từ năm 2018 đến 21. Cái này cũng đủ điều kiện. Giao dịch trực tuyến đầu tiên từ năm 15 hay 17. Hình như là cũng đủ điều kiện luôn đấy. Giao dịch từ năm 2017 hay sao đấy. Lò đốt gas ETH Level 1. Tức là tổng lượng gas bị đốt cháy là trên 1 ETH. Hình như là cũng đủ điều kiện luôn. Tại vì cũng làm khá là lâu và đạt của mình cũng chắc là cũng vài nghìn đô la rồi đấy. Nếu nó đốt trên 1 ETH, chắc là phải trên 1 ETH rồi đấy. Đến dưới 5 ETH thì sẽ được 50 điểm kinh nghiệm. Những cái điểm này thì may lại may sau này chúng ta mới được ấy nhá các bạn nhé. Được làm nhé, tại vì là nó tháng 6 cơ. Đấy, thì mình sẽ update sau cho mọi người nhé. Nếu mà có thông tin gì thêm về dự án này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi dự án này nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ ủng hộ mình nhé.